strengthen spine. Thấy mấy em làm việc chăm chỉ quá kìa, là hả con ong chăm chỉ nè. Quanh này là cũng là con ong chăm chỉ nè. Was it busy at the other location? Yes, they are busy. Kẻ thù nhiều lắm. Nè, thấy không? Quay cái này lên Facebook đâu có sợ đâu không? Chủ nhân nè. Vậy quảng cáo cherry nó ngàn đó, here cherry. Bé này là Châu nè, Châu cô đơn mà không có cô đơn. Châu cô đơn là có bàn tay vàng nè, làm đẹp nhất tiệm á. Tao lại đây chắc là chủ. Còn này Alex, con gái có cái tên giống con trai quá. Trời ơi, dipping powder ombre hả con? Cháy pin đó cô. Wow, ombre dipping powder, đẹp lắm. Chị Duyên. Bé yêu. Khách đợi khách chờ, không còn chỗ cho khách đợi khách chờ, khách phải đứng. Bé Hồng. Bé Hồng là dễ thương nhất trong tiệm đó. Amina. Yeah, how are you? You mean good. Thank you. Do you wear dipping powder? Yeah. Huh? Yeah. Dipping powder. Yeah. Yeah, everyone love dipping powder now, huh? I know. Đẹp quá, we feel Ruby long time no see. Đừng có nói tiếng Việt, nói tiếng Anh đi. Ờ, là nói tiếng Anh mà. Không nói tiếng Việt đâu. Nói giờ mà đi lại mới nói tiếng Việt. Mà nói. Đây là phòng facial. Phòng facial. Phòng này là phòng waxing room. Ủa chị. Dạ khỏe gì Lan. Dạ cảm ơn dì Mai cậu. Dì bé. Cái này là phòng ăn của thợ. Employee only. Máy giặt, máy sấy. Tủ lạnh thức ăn cho thợ. TV nhưng mà thợ không có coi. Ở đây có cái bình nước lọc. Bình nước lọc mới order 5.000 đó. Supply.
phòng ăn, qua bên đây là còn 3 phòng quát nữa. Đây là phòng quát. Phòng quát đây. Cái này phòng của thợ, employee only. Cái này là phòng kho để đựng supply, rửa tay. Này là một phòng washing room nữa. Tiệm rất là đông, rất là đông, lúc nào cũng như hôm lắm. Okay.